share với bạn hình ảnh các em học sinh trường tiểu học xã Tương Giang, Bắc Ninh sau giờ tan học nhé. Đây là giờ tan học buổi chiều. Sau khi buổi chiều học kết thúc thì các em ra về. Thì do là các em học sinh cấp 1, từ lớp 1 đến lớp 5 còn bé, cho nên là một số em thì nhà gần có thể tự đi xe đạp được, còn một số em nhà xa thì sẽ được bố mẹ đưa đón về, hoặc các em nhỏ bé lớp 1, lớp 2, lớp 3 thì chưa biết đi xe đạp, hoặc là để đảm bảo an toàn giao thông thì bố mẹ sẽ đưa đón các em về. Khu quảng trường thì cũng khá là rộng, nhưng mà với lượng các em học sinh tan tầm cùng một lúc và nhiều các xe máy và bố mẹ đưa đến đón thì khá là chật. Bố mẹ các ông bà gương mặt các em học sinh rất là hồn nhiên, ngây thơ và đáng yêu. Các em bé này nhưng mà đi xe rất là giỏi. Một ông đèo có 3 cháu nữa, một đôi bạn cùng tiến đấy. Bên lối bắc quảng trường thì vườn trồng khá nhiều cây xanh, tạo nên những bóng mát, cảnh quan rất là đẹp trong khuôn viên của lối bắc quảng trường.